Đầu là em xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay lên clip tiếp theo. Hôm nay em đã giới thiệu hàng ký nha. Có vài món hàng món. Ai coi phù hợp trong món nào phù hợp trong công việc và trong gia đình thì chốt nha. Giờ em đi mẹ số 1. Mẹ số 1 là hai bộ dao muỗng nha. Nè, hai cái muỗng này bằng bằng nhôm hoặc là bằng nhôm hoặc bằng bạc gì đó, cái này thì không có rỉ sét nha, đánh ra là bóng thôi. Hai cái muỗng với hai cái sỉ đó, đây không phải bằng sắt nha. Còn hai dao á là cán nó bằng nhôm, cái đây là cái dao bằng inox nha. Nên cái này, cái bộ hai bộ này là hai bộ này á chỉ có dùng mềm mại thôi, trừ khi có vật nặng đồ đè nó gãy thôi, chứ xài thì biết bây giờ cho nó hư, với lại nó không có rỉ sét. Cái muỗng này á, chiều dài là 17 cm nha, cái này là 18 cm, cái sỉ này là 18, sỉ này là 19, còn hai dao bằng nhau nha, 24, cái lưỡi dao là 13 nha. Cái này mày làm quà biếu cha mẹ cũng được đó, rất là đẹp luôn, để cho mọi người nhìn cận cảnh nha, cận cảnh xem coi thử hàng rất là đẹp luôn đó. Này cho biếu cho hai ông, ai mua mà biếu cho cha mẹ cũng tốt, mà làm quà cho ai đó cũng rất là đẹp luôn. Hàng này về chỉ cần đánh bóng thôi, đây là em chưa đánh bóng nha đó, mọi người chỉ cần đánh bóng là nó rất là đẹp luôn. Hàng này để dùng thì rất là sang, trong bàn ăn là rất là sang luôn. Rồi mã số 1 là hai bộ dao nĩa nha. Hai cái muỗng, hai cái nĩa với hai con dao. Mã số 1 300k, mã số 1 300k. Em đi mã số 2. Mã số 2 2 kg dây điện nha mọi người. 2 kg dây điện. Cái dây này á là dài 4,5. 4,5 nha. Dây hai lõi nha. Hàng đây là Takita. Còn dây này của Hitachi. Còn dây này về tầm 2 mét mấy nha. Dây này là 3 mét 16. 3 lõi nha, 3 lõi. Hàng này của Hitachi luôn. Còn dây này của Hitachi nha. Cái này 2 mét mấy. Này dây của Nhật, này của gì đây, Taiko nghe, Taiko. Dây này 3 lõi nha. Đó, 2 kg dây điện. Dây này tầm cỡ 3 m đến 4 m nha. 2 kg là có 1 cuộn, 2 cuộn, 3 cuộn, 5 cuộn dây điện nha. Mã số 2. Mã số 2 300k. Em đi mã số 3. Mã số 3 là tôi vít nha. Có tới 5 cái vít bầu nha mọi người. Vít bầu đây em chưa vệ sinh nha, đầu mũi thì còn ấy nè. Dùng rất là đầu mũi còn đẹp nha. Đó. Em chưa vệ sinh cái đầu đó, mọi người chỉ cần chùi ra đây. Chùi ra là nó đẹp thôi. Đó, cái đuôi đít rồi, ok luôn nha, vít bầu nha. Rồi hai cái vít nhựa, thêm hai cái vít nhựa nha. Cái này là hàng của CRV này, Made in Japan luôn đó, vít dẹp. Còn cái vít này á, là dùng để dùng cho bộ vít này nghe, gắn để dùng nữa này, để bắn vàng tiếp nữa. 2 4 6 6 mũi nha. Đây là vít lùng nha.
đó, vít lồng. Đây dùng cho vít tôi vít dài nha. Đây vít ngắn đây. Vít lồng này của Japan luôn nha, vết sale Japan này, vết sale Japan luôn. Rồi thêm một cái cây vít lồng đảo chiều nữa nha, một đầu tiếp, một đầu để bàn tiếp, một đầu để bàn tôi vít này. Đó. Đó, đã chiều được. Thế là tất cả là 6 cây tô vít, 1 cây, 2 cây, 3 cây. 3 cây để đầu gắn mũi vít nha. Đây một đầu mũi nó nữa. Đó, rất là nhiều luôn. Mã số 3, 2 em ke. Đi mã số 4. Mã số 4 là 4 cái bánh xe nha. Hàng đây không thể hạ giá được nha mọi người. 350 là giá hết. Hết siêu quách rồi. HG số 5. Bánh xe Nhật bánh đôi nha. Này là Shishiku Made in Japan. Này tìm mãi mới ra được 4 cặp này nha mọi người. Không phải là cứ lên bảo là tìm là có đâu. Đó, 4 cặp. Cái này chiều cao của nó là 10 sen, cái bánh là 6 sen nha. Đều loại cùng một loại nha. HG65. HG65. Cái này là Shishiku nha. Mizoban. Đó, 4 cặp bánh. Mã số 4, 350k. Ni mã số 5. Mã số 5 nha, 2 kg mũi đục. 2 kg là 6 cái mũi đục nha. Mũi đục nhỏ có, mũi đục to hơn có nè. Đó. 2 kg nha. 2 kg mũi đục. Mũi đục đây hàng bãi nha. Mũi đục đây cũng như hàng bãi. Mũi đục bãi này rất là tốt luôn. Mã số 5, 150k, 2 kg mũi đục. Đi mã số 6. Mã số 6 là 2 kg cà lê đuôi chuột nha. Này là 21 này. 21. Vì 2 cây 21 nha. Một cây 26, một cây 17 và cây cuối cùng là cây 32 nha. Đó. 5 cây cà lê đuôi chuột. 5 cây cà lê đuôi chuột, mã số 6 200k. Mã số 6 200k. Đi mã số 7. Mã số 7 là 2 4 6 6 cây kẹp nha, 6 cây kẹp nha. Cây dài là 18 nha. Cây dài 18, còn cây ngắn là 12. Đó. Mã số 7 150k 6 cây kẹp nha. Nên đi mã số 8. Mã số 8 là bộ kìm nha. Vì 2 cây kìm nguội, một cây kìm điện nha. Cây này là Fujiya nha mọi người, chưa vệ sinh này, mới là hàng này là chưa vệ sinh. Răng thì còn đẹp đó nhưng mà chưa vệ sinh nha mọi người. Này về mọi người vừa vệ sinh ngâm dầu gì đó tút lại là ok, tại vì nó mở ra được mà. Đó, mở ra được. Kìm này thì còn nhìn thấy còn đẹp luôn nha. Đó. Kìm nguội Fujiya này. Cái kìm điện Fujiya này là 19 sen nha. Đó, rất là nhiều loại kìm luôn nha. 2 cái kìm đây. 2 cái kìm. Kìm mũi què. Kìm này của Nhật nha mọi người. Đó, 2 cái kìm của Nhật nè. Hàng bãi nha. Mọi người về sân về đánh bóng lên là nó sáng sủa thôi. Tại vì đi làm chỉ cần mấy cái loại kìm này là xài rất là tốt luôn. Khỏi lo sợ mất đó, răng miệng rất là khít luôn này. Khỏi lo sợ mất. Hàng này đi làm thì ok. Chứ lấy hàng mới ra, hàng món kia ra, các bác đi làm mà lỡ mất cái tiếc nha. Hàng này chỉ có sử dụng thì vẫn còn tốt. Hai cái kìm mã số 3,
300k nha, mã số 3 300 mã số 8 300k. Mã số 8 300k, hai cái kìm. Đó. Đi mã số 9. Mã số 9 là 2 kg mò lết nha. Con này là 300 nha. Con này hiệu hit, ký hiệu Nhật đây nha mọi người. Đó. Răng cỏ thì còn sử dụng tốt nè. Mấy em này thì chưa vệ sinh dưới ví gì hết, mới bôi trơn rồi cho nó hoạt động thôi. Đó. Còn mọi người để làm thì ok thôi. Muốn mới gì phải đánh bóng chi. Đó. Cái này lắp tơ nha, cây này lắp tơ là chiều dài là 25 cm. Rồi cây này là cầu top nha, 20 nè, 20. Rồi cây này 15 nha. Đó, từ 300 trở xuống đủ các loại này, 2 kg mà lết. Đó, mua về sử dụng thì ok luôn. Mã số 9, mã số 9 300k. Đi mã số 10, sẽ mơ mã số 10 là đây là con mỏ lết 300 nha. Bây giờ là 300 này, nó bém bém bẩn này đó, em chưa đi vệ sinh nha. Mà người mua về thì vệ sinh không thì để làm luôn được. Cái này là mỏ lết 300, cái này là 250. Cái này ba cái này đều lobster nha, đây cũng 250. Cái này là 15 cm nha, 15 cm. Cái này là 20 cm nha, đây 20. Đó, 2 kg mò lết. Mã số 10 300k. Đi mã số 11, mã số 11 là cái móc dùng để móc quần éo hay mũ áo mưa gì đấy. Đó, móc này 10 cái nha, 10 cái hoa văn đều đẹp luôn, như nhau, quá đẹp luôn nha mọi người. Người xem móc này chịu tường thôi, mấy cái nhà mà nhà xây mới xây được càng đẹp nữa. Đó, nhà mà có màu gạch như vậy á, móc nó như thế này nha, móc như thế này mọi người. Móc như thế này đó, mọi người có thể bẻ này lên chút cũng được này, này có thể bẻ lên chút uống cho nó ấy thôi, đừng bẻ quá nó gãy. Mà cái này rất là dẻo nha, không dễ gì gãy đâu. Cái này là có cái ốc nha, mọi người bắt cái nẹp rồi móc vô đó, nó tạo thành một cái chiêu đồ nha, móc chiều đồ 10 cái luôn nha. Mọi người làm một cái thanh đó, rồi người móc vô, bắt vít vô là nó thành một cái móc chiều đồ rất đẹp luôn, 10 cái là hàng ngang luôn. À, có một cái khác này nữa, có một cái mẫu khác nữa, có một cái duy nhất thôi nha mọi người, như mấy cái kia trùng trùng hết. Nó lau lọc vô một cái khác kiểu này đó, thấy đẹp không? À, này bằng sắt nha, không phải bằng nhựa nên cái độ bền nó là tương đối cao. Này móc thì hơi bị đẹp luôn. Rồi 10 cái nha, 10 cái 150k. Người mua ra mua hàng ngoài rất là đắt, tại sao không mua cái này đó. Này rất rẻ mà hàng đâu có bị lỗi gì đâu hả, hàng còn đẹp mà. Đó, nước sơn xiết là còn đẹp luôn. Rồi mã số 11, 150k. Mẫu mã rất là đẹp luôn. Rồi em đi mã số 12. Mã số 12 là một ký dũa nha. Các loại dũa này, dũa nhỏ, từ dũa nhỏ to, lớn, nhỏ gì đó, dịp, lá, tùm lum hết, đều có trong này nha. Là dũa bãi nên dũa bãi là dũa, nhiều khi dũa của Nhật cũng nhiều đó, e hồ mà dũa nha. Mã số 12, một ký dũa 150k. Đi mã số 13,
13 là mấy cái tay nắm nha, tay nắm này là tay nắm của đây mẹ đồng nha. Không biết trong bên trong nó làm bằng cái thép gì. Nhiều khi nó bằng đồng đúc luôn nha. Mình chưa thử nghe, chưa mài ra đó, nhìn rất là đẹp luôn. Thấy nó chày chày ở đây, nó màu đồng nè, đó mọi người thấy không? Nó chày chày ở đây, nó có khi nó là bằng đồng đồng nguyên khối luôn. Đây nó có ốc nghe, ốc để vặn, hai cái ốc để vặn. Cái này chiều dài của nó, chiều dài cái này là 15 nha. Rồi cái này là cái tay móc, cái đây là móc tủ móc bàn gì đó, đó bằng màu vàng rất đẹp luôn. Có hai cặp nè, hai bộ đó. Mọi người xem mới len ken luôn. Cái này không bằng phải bằng nhựa nha mọi người. Đó, đây thò hai ngón tay được, rất là đẹp luôn đó. Hai bộ dưới đây, bộ dài nữa, ba bộ nha, 150k nha, ba bộ móc. Em đi mã số 14. Mã số 14 là cây mỏ lết sân kỳ nha, mỏ lết răng sân kỳ nữa. Cái này là chiều dài là 300 mm nha. Đây là cần tự động nha mọi người, bóp vô giày á là nó sẽ chuột xuống đó, nhẹ ra là nó cầm lại miệng nó. Để em coi thử miệng nó, thử em này miệng nó bao nhiêu nha. Miệng cái em này là 7 cm nha, đó rất là to luôn. Bóp vô là nhẹ nha, rồi trượt lên nó răng hèm là còn ok luôn nè. Xanh kỳ nha, răng trên vậy. Rồi mã số 16, 270k, chiều dài là xanh kỳ, chiều dài là 300 mm, Enloy Steel gì đây. Đây cây của Nhật nha, 16. Quên giới thiệu 14 trước chứ, giới thiệu 16 rồi lỡ, giờ em giới thiệu 14. Đây là cây bể tôn này của Nhật nha, chữ Nhật đây, hàng là còn ok luôn, răng miệng còn ok luôn. Cái này chiều dài của nó là 16 cm, coi thử nha, 26 cm nha. Chiều dài của cây này là 26 cm. Này bể tôn của Nhật đây nha, chữ nghĩa đang quen luôn đó, 150k. Rồi một cái kìm phe Lucky nha, kìm phe dài Lucky đó, Lucky 62. Cái đầu nó như thế này nha đó, mở miệng rất rộng luôn. Cái này chiều dài thì vô đối đó, thì em đo chiều dài cho mọi người xem nha. Cái này chiều dài tới 29 cm luôn nha, rất là dài luôn nha mọi người. Đó, một cây kìm phe Lucky nha. Rồi mã số 15, 200k. Em đi tiếp. Hồi nãy em giới thiệu mã 16 rồi, bây giờ em đi giới thiệu mã 17 nha. 17. Một cây kìm bấm cốt Hojan nha. Cái này còn rất là đẹp luôn đó, chữ nghĩa thông số ok luôn. Mọi người thấy chữ nghĩa thông số ok luôn nè, bấm còn rất là tốt. Nó còn một cái lò xo dưới đây nghe, để bật nhẹ nha. Đó, bên này chữ này, cây này thì đẹp rồi, khô gian nha mọi người, Nhật đây. Mã số 17, 100k. Nên mã số 18 là một cây thức kịp nha. Cái này hàng lỗi nha, không có ốc, bị mất cái đuôi trượt rồi nha. Nhưng mà dùng để đo thì vẫn còn ok nè. Dùng để đo thì vẫn còn ok, chữ nghĩa còn nha. Đó, từ số 1
Ở đây nhìn hơi mờ nhưng mà nhìn đấy là còn rõ nha. Đó số 2 đó. Số 2, số 1 đây. Cái thước này dài 20 nha. Dài 20 cm. Thông số đo nó là 20, 20 cm đây. Cái này là của Made in Japan của Nhật này. Nhưng mà bị lỗi nha, hàng này hàng lỗi. Về đo tạm thời thôi. Còn ai có linh kiện thì thay nha. Thiếu một cái cây đường rãnh với một cái ốc để tăng, để siết, để giữ cố định đó. Cái này bị lỗi, về đo tạm thời, ai mua thì chốt nha, không thì để em dùng được, không sao. Này do cái này vẫn còn chữ này, còn vạch đồ còn ok này. Mã số 18, 150k. Một cây thước đo bán kính này của Nhật nha. Matsui Mesure gì đây. Đó, cái chữ Made in Japan ngay chỗ đây. Rất là nhỏ luôn. Cái này nói chung hàng lỗi nha. 150k, ai mua thì chốt, không mua thì để em dùng nha. Rồi, mã số 19. Rồi, một cây kéo bấm kẽm nha. Cái này của Nhật nha. Cái này của Nhật. Bấm cực kỳ bén luôn. Đó, răng hàm mở rất rộng luôn. Rất là rộng. Cái này thì bấm thì khỏi bèn rồi. Cái độ dày cái lưỡi này, mọi người xem. Đó, độ dày của cái lưỡi nha. Đây, có con kẽm này, test cho mọi người xem phát bấm như thế nào. À, cái này bấm em test rồi, bấm rồi còn ok đây nghe. Do thằng rèo xe quá, bây giờ chạy ram tốn thời gian quá. Cái này chiều dài của nó 20 cm nha, chiều dài cây này 20 cm. À, một cây bấm kiểm của Nhật nha. Cây này thì phải bèn luôn. Hàng này thì mọi người rất là ưa thích luôn. Mã số 19, 100k. Cái này mã số 20. Một cây móc tay gấu nha, một cây móc tay gấu. Một cây móc cây gấu ấy da, rất là chắc luôn nghe, móc còn ấy luôn. Này cầm để kéo mấy cái vật thay thế cái tay của mình thôi. Cái này là chiều dài nó là gần 12 cm nha, móc cây gấu đó, nắm như thế này kéo. Cái này kéo biết bao giờ cho nó hư nha. À, do cái đinh nó móc xuống dưới đây luôn. À, một cái móc cây gấu. Mã số 20, 50k. Đi mã số 21. À, mã số 20 là hết rồi nha mọi người. Em có 20 mẻ thôi. Đó, mấy có mấy mẻ ra bán cái còn đâu bán ký nha. Cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. À, phí ship là 30k nha. Ai mua hàng ký thì chuyển khoản nha. Do hàng ký em bán lời ít thôi, lời vài đồng thôi. Do nay hàng hóa cũng chả có nên bán hàng ký. Đó, hàng còn sử dụng ok là em nghiên cứu hết. Phí ship đồng giá là 30k nha. Hàng ký là mua hàng chuyển khoản nha, chuyển khoản hay đặt cọc cũng được, không cần nhất thiết phải chuyển khoản nha. Tại vì bữa nay do mấy anh mà mua hàng ký, là mấy anh mua hàng ký cứ nghĩ như mua hàng món, cứ nghĩ là hàng cứ hàng ký là phải có hàng lỗi với hàng đẹp, chứ không phải hàng đẹp không. Hàng đẹp thì người ta bán hàng món hết rồi đó. Mấy bác khi mua hàng ký là phải nhìn cho kỹ.
cái nail này chuẩn là nó chuẩn, còn cái nail mà nó bị lỗi là có lỗi trong đó. Như bốn cái bánh xe đây là chuẩn nghe, không có lỗi luôn. Hàng này thì đẹp rồi, hàng này chỉ mua về xài thôi, bánh xe là không lỗi rồi, bánh xe còn mới rồi. Hàng còn đẹp luôn. Này mua chừng này, xài chừng này cho nó hư trời. À, hàng nhập. Dây điện đây cũng cũng test rồi nha. Đó, dây điện còn nguyên này. Mọi người xem. Không có đứt, không có gì hết. Đi mua lựa rất là kỹ nha. Không phải tào lao mua mua chọc và giật đâu. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Em xin dừng clip tại đây.